Xin chào mọi người, kênh Feed You có Quang, có Thủy và có em Đức. Chúng ta đến với series các bài tập không nhẹ. Không nhẹ ở đây là có thể là cường độ nó cao hơn so với bình thường một chút và chúng ta sẽ mệt hơn một chút, nhưng đổi lại là chúng ta sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Và nó là những gì? Có thể là đứng, có thể là squat, có thể là lăng, có thể là bật burpee hay là thậm chí chống xuống sàn luôn. Đảm bảo là chúng ta sẽ cảm thấy là khác đấy nhá, thử đi. Yo. Bài tập chống sàn bao giờ cũng thế, rất là khó chịu cho cái tay, nhưng bài tập này là dành cho những người thích thử thách và những người muốn gầy nhanh, khỏe nhanh. Yeah, fit body, fit body, fit you. Đăng ký kênh và tham gia những cái lớp tập như thế này, các buổi tập như này. Sẵn sàng, động tác đầu tiên, bò hết cái mép trên của thảm. Rồi đặt cái gót chân xuống, bò lên, nhẹ nhàng giản trước nha, giống như khởi động rồi. Đặt tay xuống này. Đó. Khi kết thúc là chúng ta có được tư thế tấm ván. Với điều kiện là hai cái cánh tay này phải vuông góc với sàn nhà. Từ vai cho đến gót chân là một mặt phẳng. Hai vai dốc từ vai xuống đến gót chân, giống như một cái dốc đó, dốc của tấm ván. Gồng cứng cơ bụng lên nha mọi người nhá. Lần cuối rồi, đứng lên nào. 30 giây rất nhanh, 15 giây để nghỉ. Tiếp theo, vẫn là bò như vậy, kết hợp với shoulder tap. Chúng ta quan sát trước. 1, 2, 3, tap, tap đi lên. Go. Yeah. Đánh ép phải để là 60 giây mọi người nhỉ, đồng ý không? À chúng ta không ạ, một câu trả lời không. Mọi người thì sao, hãy comment đi, tương tác đi. Nào, tôi thấy nhẹ quá, 30 giây không đủ. Không đủ thì ra có thể nhân đôi video mà, em có thể tập lại mà. Tôi nghĩ là 30 giây là đủ rồi. À, lát nữa chúng ta còn muốn quay lại làm tiếp, buổi sau chúng ta còn muốn tập tiếp. 60 giây là bỏ luôn đấy, phế luôn đấy. Ok, có tắt tay rồi, về đến rồi, nhấc chân nhìn này, chân phải, chân trái không cần nhấc cao đâu, chỉ cần nó không chạm sàn nữa là được. 4 điểm trụ, ví dụ như 60 cân, chia cho 4 là 15 cân, nhấc một bên lên, go, nào, nhấc phải, nhấc trái, đang từ 4 điểm trụ, chỉ còn 3 thôi, bắt cái bụng nó phải gồng cứng lên, cái vai phải gồng lên mà giữ, đùi gồng lên mà giữ. Đốt không? Đốt chứ. Khỏe không? Rất khỏe. Nào, chắc khỏe cột sống hơn cả vụ uống Enlin luôn. Đề nghị nhãn hàng Enlin tài trợ cho video này, quảng cáo lấy giá rẻ thôi, mỗi người một cốc cà phê. Không đường nha. Cái tiếp theo sẽ là kết hợp cả chân cả tay, nhấc một chân lên, nhấc một tay lên. How? Thế này. Ok, you go, we go, nhấc phải, trái, chân lọ tay trái, save me, nào, thở hổn hển vậy thôi nhá, vẫn huấn luyện viên vẫn có thể làm được cùng với mọi người, vẫn có thể làm cùng mọi người, tốc độ là do chúng ta chọn nhá, nào. Với một cái câu quen thuộc là cách tập quyết định hiệu quả tập, mức độ đầu tư sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Chưa hết, xuống và giữ. Sẵn sàng, 30 giây ở dưới. Nhìn thất thểu men và thất thểu girl, trong tim thất thểu gồng cứng bụng nào. Bò là 1 này, bò nhấc tay là 2 này, bò nhấc chân là 3 này, bò kết hợp nhấc tay vào chân là 4 này, giữ là 5 này. Chúng ta hiểu chứ? Người nào nảy số nhanh hết đoạn này là tụt hết oxy rồi, tụt hết đường rồi, không nhớ đúng không? Chúng ta luôn luôn có ít nhất là 6 bài. Chúng ta đang ở bài số 5, nghĩa là còn một thử thách nữa. Với những người thích thử thách, hãy mừng lên, bởi vì chúng ta còn một bài nữa. Ít nhất là một bài nữa, chưa xong đúng không? Tiếp theo là gì? Nhấc một chân hay là một tay bất kỳ lên, cho vít nó dài hẳn ra nhé. Nào, nhân đôi tôi thay vì nhân 3 như mọi khi. Treo tay bất kỳ, một tay bất kỳ. Trước khi nhấc tay chúng ta hai cái chân mở rộng hơn vai đi đã. Một tay bất kỳ, đặt ở đây. Đặt ở đây, đặt ở đâu cũng được. Khó thở quá. Nào, vô đi. Comment vào viết là 15 giây một bên hay là 30 giây một bên. Nếu em muộn rồi, vậy chúng ta phải là 30 giây một bên. Không còn kịp nữa. Rồi, đặt xuống đi.
30 giây cho tay trái. Sẽ có 30 giây cho tay phải. Đừng tiếc sức. Tập rồi, hiệu quả đạt được rồi. Bây giờ là thử thách nhau đi. Nào. Tim là chưa ăn sáng đúng không? Nào, ai trụ được lâu? Ai trụ được lâu? Được mời ăn sáng. 10.000 xôi. Ui giời, khó chịu quá. Hai chân mở rộng nha, chúng ta giữ thăng bằng tốt hơn nha. Gồng cứng bụng. Có thể nổi mông lên để giữ. Nhìn thấy buồn cười lắm. Hạ thấp mông xuống. 2, 1. Hết chưa? Chưa. Nhấc tay rồi, bây giờ đến lượt nhấc chân. Một lần phải, một lần trái. Chống tay. Hai tay mở rộng hơn vai nhá. Một chân bất kỳ, không chạm sàn. Có vẻ dễ hơn thì phải. Không phải đâu. Đấy là cảm giác của 3 giây đầu thôi. Từ giây số 5 trở đi là nó khác rồi. Đức ơi, em có muốn nói gì không? Cứ gửi gắm gì cho người tập thì trước màn hình. Em vẫn thọ được. Đức bảo là thêm bài nữa đi. Ok, tôi đồng ý. 30 giây mà cảm giác như là 30 phút vậy. Rồi, một bên. Sau đổi kênh là thất thểu nhá. Ok, thất thểu. Buffer. Đấy. Bên này gọi là bơ lắc. Thấy bình thường lắm. Yeah, treo chân. Tự nhiên là nghĩ đến tư thế ba chân. Một sự liên tưởng, một sự tâm đầu ý hợp. Huấn luyện viên không nói cho mọi người biết là cái chân còn lại huấn luyện viên vắt vào chân. Vắt vào chân thụ nhá. Ôi. Chưa hết. Hai lần 30 giây nữa thôi để chúng ta sẽ đổi được những cái giọt mồ hôi như thế này. Và cái hiệu quả như thế này. Nhá. Tóc tay chúng ta sẽ có thể làm lại được. Thì yên tâm, mọi người yên tâm. Rồi, chân phải tay trái. Cái này khó. Khó quá, bỏ qua. Ai có thể giữ được nhiều hơn 30 giây? Comment vào. Ai có thể giữ được nhiều hơn 15 giây? Comment vào. Ai có thể giữ chỉ được 3 giây? Comment vào. Và ai không được giây nào cũng comment vào. Tương tác cho nhau biết đi. Wow, 30 giây. 3 giây, 2, 1 rồi. Còn một bên nữa. Một bên nữa thôi. Lần cuối cùng là chúng ta sẽ cân nhắc việc có thể làm lại từ đầu hoặc dừng video. Dừng hình được rồi. Đấy là lý do tại sao video dài. Ngày hôm nay là video rất dài. Not dài mà là rất dài. Chả nhớ là chuyện bên nào nữa rồi. À nhớ rồi. Shape me. Gồng cứng bụng nào. Không gạ, không hạ gót chân nhé. 3, 2, 1. Yeah. Vẫn lại nữa hay không nào. Go. Yeah, vậy là chúng ta được một nửa rồi. Chúng ta cân nhắc là có thể làm tiếp nữa được hay không. Và chúng ta có muốn thử thách được hay không. Cái này là do lựa chọn chúng ta. Và một câu vẫn nói đi nói lại rằng là cách tập quyết định hiệu quả tập. Và chúng ta muốn có một cái thân hình nó đẹp và nó gọn, nó khỏe, nó săn chắc thì phải đầu tư về thời gian, đầu tư về cả cái lý trí này nữa. Sẵn sàng không? Lau mồ hôi, nhấp một chút nước, quay lại đi. Yo. Bài tập chống sàn bao giờ cũng thế, rất là khó chịu cho cái tay. Nhưng bài tập này là dành cho những người thích thử thách và những người muốn gầy nhanh, khỏe nhanh. Yeah, fit body, fit you. Đăng ký kênh và tham gia những cái lớp tập như thế này, các buổi tập như thế này. Sẵn sàng, động tác đầu tiên, bò hết cái mép trên của thảm. Rồi đặt cái gót chân xuống, bò lên. Nhẹ nhàng giản trước nha, giống như khởi động thôi. Đặt tay xuống này. Đó. Khi kết thúc là chúng ta có được tư thế tấm ván. Với điều kiện là hai cái cánh tay này phải vuông góc với sàn nhà. Từ vai cho đến gót chân là một mặt phẳng. Hai vai dốc từ vai xuống đến gót chân. Giống như một cái dốc đó. Dốc của tấm ván. Gồng cứng cơ bụng lên nha mọi người nhá. Lần cuối rồi, đứng lên nào. 30 giây rất nhanh, 15 giây để nghỉ. Tiếp theo,
Vẫn là bò như vậy, kết hợp với shoulder tap. Chúng ta quan sát trước, 1, 2, 3, tap, tap đi lên. Go. Đánh em phải để là 60 giây mọi người nhỉ, đồng ý không? À chúng ta không ạ, một câu trả lời không. Mọi người thì sao, hãy comment đi, tương tác đi. Nào, tôi thấy nhẹ quá, 30 giây không đủ. Không đủ, thì ra có thể nhân đôi video mà. Ta có thể tập lại mà. Tôi nghĩ là 30 giây là đủ rồi. Đó. Lát nữa chúng ta còn muốn quay lại làm tiếp. Buổi sau chúng ta còn muốn tập tiếp. 60 giây là bỏ luôn đấy, phế luôn đấy. Ok. Có tắt tay rồi phải đến rồi. Nhấc chân nhìn này. Chân phải, chân trái không cần nhấc cao đâu, chỉ cần nó không chạm sàn nữa là được. 4 điểm trụ, ví dụ như 60 cân chia cho 4 là 15 cân. Nhấc một bên lên. Go. Nào. Nhấc phải, nhấc trái, đang từ 4 điểm trụ chỉ còn 3 thôi. Bắt cái bụng nó phải gồng cứng lên. Cái vai phải gồng lên mà giữ, đùi gồng lên mà giữ. Đốt không? Đốt chứ. Khỏe không? Rất khỏe. Nào. Chắc khỏe cột sống. Hơn cả hũ uống Enly luôn. Đề nghị nhãn hàng Enly tài trợ cho video này. Quảng cáo. Lấy giá rẻ thôi, mỗi người một cốc cà phê. Không đường nha. Cái tiếp theo sẽ là kết hợp cả chân cả tay. Nhấc một chân lên, nhấc một tay lên. How? Thế này. Thế này. Ok. You go, we go. Nhấc nhấc. Phải, trái. Chân lọ tay trái. Set me. Nào. Thở hổn hển vậy thôi nhé. Huấn luyện viên vẫn có thể làm được cùng với mọi người. Vẫn có thể làm cùng mọi người. Tốc độ là do chúng ta chọn nhá. Nào. Với một cái câu quen thuộc là cách tập quyết định hiệu quả tập. Mức độ đầu tư sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Chưa hết. Xuống và giữ. Sẵn sàng. 30 giây. Ở dưới. Nhìn thất thểu men và thất thểu girl. Trong tim thất thểu. Gồm cứng bụng nào. Bò là 1 này. Bò nhấc tay là 2 này. Bò nhấc chân là 3 này. Bò kết hợp nhấc tay và chân là 4 này. Giữ là 5 này. Chúng ta hiểu chứ. Người nào nảy số nhanh hết đoạn này là tụt hết oxy rồi, tụt hết đường rồi, không nhớ đúng không? Chúng ta luôn luôn có ít nhất là 6 bài. Chúng ta đang ở bài số 5. Nghĩa là còn một thử thách nữa. Với những người thích thử thách, hãy mừng lên. Bởi vì chúng ta còn một bài nữa. Ít nhất là một bài nữa, chưa xong đúng không? Tiếp theo là gì? Nhấc một chân hay là một tay bất kỳ lên. Cho fit nó dài hẳn ra nhé. Nào, nhân đôi tôi thay vì nhân 3 như mọi khi. Treo tay bất kỳ, một tay bất kỳ. Trước khi nhấc tay chúng ta hai cái chân mở rộng hơn vai đi đã. Một tay bất kỳ. Đặt ở đây, đặt ở đây, đặt ở đây. Đặt ở đây. Đặt ở đâu cũng được. Khó thở quá. Nào, vô đi. Comment vào biết là 15 giây một bên hay là 30 giây một bên. Nếu đây muộn rồi, vậy chúng ta phải là 30 giây một bên. Không còn kịp nữa, không còn kịp nữa. Rồi, đặt xuống ý. 30 giây cho tay trái. Sẽ có 30 giây cho tay phải. Đừng tiếc sức. Tập rồi, hiệu quả đạt được rồi. Bây giờ là thử thách nhau đi. Nào. Tim là chưa ăn sáng đúng không? Nào, ai trụ được lâu? Ai trụ được lâu? Được mời ăn sáng. 10.000 xôi. Ui giời, khó chịu quá. Hai chân mở rộng nha, giúp ta giữ thăng bằng tốt hơn nha. Gồng cứng bụng. Có thể nổi mông lên để giữ. Nhìn thấy buồn cười lắm. Hạ thấp mông xuống. 2, 1. Hết chưa? Chưa. Nhấc tay rồi, bây giờ đến lượt nhấc chân. Một lần phải, một lần trái. Chống tay. Hai tay mở rộng hơn vai nhá. Một chân bất kỳ, không chạm sàn. Có vẻ dễ hơn thì phải. Không phải đâu. Đấy là cảm giác của 3 giây đầu thôi. Từ giây số 5 trở đi là nó khác rồi. Đức ơi, em có muốn nói gì không? Cứ gửi gắm gì cho người tập thì trước màn hình. Em vẫn thọ được.
Đức bảo là thêm bài nữa đi. Ok, tôi đồng ý. Ba mươi giây mà cảm giác như là 30 phút vậy. Rồi, một bên. Sau đổi kênh là thất thểu nhá. Ok, thất thểu. Buffer. Đấy. Bên này gọi là burn lag. Thấy bình thường lắm. Yeah, treo chân. Tự nhiên là nghĩ đến tư thế ba chân. Một sự liên đường, một sự tâm đầu ý hợp. Huấn luyện viên không nói cho mọi người biết là cái chân còn lại huấn luyện viên vắt vào chân. Vắt vào chân như là thụ nhá. Ôi. Chưa hết. Hai lần 30 giây nữa thôi. Hai lần 30 giây nữa thôi để chúng ta sẽ đổi được những cái giọt mồ hôi như thế này. Và cái hiệu quả như thế này. Nhá. Tóc tay chúng ta sẽ có thể làm lại được. Thì yên tâm, mọi người yên tâm. Rồi, chân trái tay phải, chân phải tay trái. Cái này khó. Khó quá, bỏ qua. Ai có thể giữ được nhiều hơn 30 giây? Comment vào. Ai có thể giữ được nhiều hơn 15 giây? Comment vào. Ai có thể giữ chỉ được 3 giây? Comment vào. Và ai không được giây nào cũng comment vào. Tương tác cho nhau biết đi. Wow, 30 giây. 3 giây, 2, 1 rồi. Còn một bên nữa. Một bên nữa thôi, lần cuối cùng là chúng ta sẽ cân nhắc việc có thể làm lại từ đầu hoặc dừng video. Dừng hình được rồi. Đấy là lý do tại sao video dài. Ngày hôm nay là video rất dài. Not dài mà là rất dài. Chả nhớ là chuyện bên nào nữa rồi. À nhớ rồi. Chết mi. Gồm cứng bụng nào. Không gạ. Không hạ gót chân nhé. 3, 2, 1. Yeah. Vẫn lại nữa hay không nào. Go. Yeah, gửi lời chúc mừng tới mọi người. Chúng ta đã thêm một buổi tập nữa, thêm một nội dung đã được chinh phục. Và chúng ta cảm nhận ra làm sao. Hãy tương tác comment cho nhau biết. Nhớ là đăng ký kênh, đăng ký khóa học càng tốt. Để chúng ta có thể có thêm nhiều những bài tập nó còn chi tiết hơn, phù hợp với từng thể trạng, để đảm bảo đạt được cái mục tiêu chúng ta mong muốn. Và nhớ là quay trở lại theo dõi kênh, thậm chí kéo thêm bạn để chúng ta cùng tập nhé. Cùng chịu những cái cơn đau như ngày hôm nay. Không biết chúng ta đau ở đâu, cảm thấy như thế nào. Yeah, hẹn gặp lại buổi tập sau.